Vâng, em Trần Tuyển xin kính chào tất cả các quý vị khán giả. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Yêu Cây. Và ở video ngày hôm nay, em Trần Tuyển đã có mặt tại nhà vườn anh Hoàng Khởi tại vườn cây Long Biên, triển lãm Long Biên Triệu Điền Long Biên năm 2024. Em đang review một cái cốt cây, hồi cây mà trong hội anh hội Yêu Cây tuổi Nhâm Tuất 1982. Em chào hai anh nhá. Chào. Anh Đàm Thèm ạ. Anh Lê Thọ. Thì các anh hôm trước sau khi sang giao lưu và dự triển lãm thì đã ok, anh Phan Điệp rất thích cái phôi cây này và đã giao lưu với anh Khởi. Em chào anh Khởi. Chào anh. Dạ. Anh Khởi, cái phôi này anh luyện lâu chưa vậy anh ạ? Con này chủ cũ người ta luyện này nó vào có hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm. Còn mình mới mua vào đây mới được sở hữu là tầm 4 tháng. Vâng. Thực ra là em sơ lược qua thì cái phôi là một phôi là thứ nhất là về độ già và bộ chân bệ là cũng em thấy quá đẹp rồi. Lâu năm trên chậu rồi đúng không anh? Vâng. Trước nó cũng là một cây chơi. Vâng ạ. Một cái đường thân nó rất là quái, có những cái nét mà nó kỳ. Nét đây này. Các bác ơi, cái tay nó chạy rồi, lên lượn xuống. Hôm vừa rồi bạn thích quá thì thôi chia lại cho bạn. Những cái này là lúc anh Khởi về mới khai phá sau hay là không, chủ trước? Chủ cũ người ta phá. Trước đã thấy rồi đúng không? Chủ cũ người ta đã phá rồi. Vâng. Mình chỉ có nghĩa là chỉ tưới nước thôi. Như cái này bây giờ chỉ tưới nước và ép bông là đẹp. Cây hoành, thân hoành quá đẹp luôn. Chạy đẹp dẻo quá. Các bác ơi. Đặc biệt là có những cái nét kỳ của các cái tay, thần tay uốn lượn như con rồng luôn. Này sau này những cái nét lỗi mà là nét dị nhỉ? Vâng. Đấy, cây đấy. Thực ra em cũng nghĩ không phải nét lỗi đâu mà nó là những cái nét mà nó là mang tính. Cũng như nhiều người ta mới chơi người ta bỏ lỗi. Dạ. Chỗ này này. Vâng. Chắc khó. Em sang mặt bên kia mới nhìn thấy. Vâng. Còn đây. Rỗi. Em thì em lại theo cái trường phái cây quái, cây kỳ nên là em lại thấy nó không lỗi. Thấy những cái nét đấy sau nó mới tạo ra những cái thứ nó ấn tượng. Nhiều người ta mới chơi người ta mà không định hình được nhưng mà sau này nó mới là đẹp. Vâng ạ. Đây, mặt bệ cũng tương đối là đầy đủ rồi. Các chân bệ đầy đủ dữ liệu rất nhiều. Đây là khai thác này. Mặt này những cái đường nét nó chạy. Nó kiểu ánh hả? Quái chạy phóng lên phóng xuống rất đẹp. Mà em nghĩ rằng anh Phan Điệp mà anh để ý mắt tới thì chắc là không đơn giản. Bởi vì anh Điệp cũng là một cái tư duy và em xuống vườn anh Điệp em chơi rồi. Em thăm vườn rồi thấy anh có rất nhiều những cái phôi mà nó tương lai nó là thứ nó rất là kỳ quái. Độc lạ. Em một phôi cây rất già. Thế là hai anh giao lưu với nhau và chúc mừng những người bạn. Những anh yêu cây tuổi Nhâm Tuất 1982 một lần nữa lại bắt tay giao lưu. Đấy. Thì của bạn cũng là của tôi và của tôi cũng là của bạn. Sau này thì khi anh Điệp có thực hiện thành công tác phẩm hay không thì cũng nhờ có anh Hoàng Khởi đã khởi đầu những ngày. Thì chúc mừng các anh và xin cảm ơn các anh đã chia sẻ những cái tư duy tâm huyết của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Và chúc cho làng cây chúng ta càng ngày càng bùng nổ nhá. Đây, em chụp ảnh á. Bây giờ chuyển chế độ ảnh.